Sau đây là trận đấu giữa Hải Đế Ca Cư và Hải Vương Sam Quân Người nào có tốc độ và sức mạnh thì sẽ chiến thắng thôi Sơ hở Nani ừ. Trận đấu kết thúc Xin ông cho biết làm sao mà ông có thể chiến thắng một cái trận đấu có thể dễ dàng đến như vậy được đó là do là tôi đã mua robot giá rẻ từ shop cài game giá rẻ Hello, xin chào các bạn Hôm nay thì nhằm mục đích là để khám phá hết update Bởi vì tôi cảm giác em Onstar không biết có còn sống được bao lâu nữa hay không <laughs> Cho nên là tôi sẽ đi khám phá hết update vậy Update lần này có cái máy này đem cái máy bán kẹo kéo uhm, Kẹo này không phải kẹo kéo Ở bên Nhật cũng có bán cái máy này Nếu mà bạn nào muốn review thì hãy bình luận bên dưới Tôi sẽ review cho các bạn coi cái máy này Nó cũng có những cái cục tròn tròn như thế này mình cũng đút tiền vô trong cái thẻ đây này nè đây đây thẻ này đó đút tiền vô khe này hát sau đó mình dặn cái nút ở trên nó sẽ ra một món đồ chơi ngẫu nhiên ừ, Nó nói chung có cái máy này nha bạn nào muốn review thì bình luận đi tôi sẽ review bên nhật cho nó bán đầy luôn bán bóc khóa hoặc là hình những nhân vật anime và hôm nay tôi sẽ đi thử cái máy này nha cái máy này nó tên là cái gì á capsule roja capsule gì đó bây giờ tôi sẽ đi mua capsule bằng robot luôn để cho các bạn dễ theo dõi thì tôi sẽ mua nè 350 là năm cái capsule nè Đó Để tôi khô máu chưa Làm cái nữa nè Ủa học nó, nó ra từ từ Sau đó mình sẽ mở cái rô da capsule này ha Đó, ba sao gì đó Rồi 300 trăm Rô da Đó Tôi sẽ mở ra những cái này cây được anh em Tôi sẽ sử dụng một phát đầu tiên nha Vô tặng tăng tăng, để coi nó ra con gì không biết cái con này nó ra như thế nào Mạnh yếu gì đây Hồi hộp và chờ đợi quá Nó chạy hơi chóng mặt Hay quá Uncommon Xíu <laughs> nó tới lên dần nè The man Người đàn ông à, Để tôi coi the man nó như thế nào Để mình thử coi Đây con này là con Uncommon mon à, Nó chỉ có 4 4 sức tấn công à Nó yếu xìu như gì vậy đó rồi quay lại Roja nha, chúng ta sẽ mở tiếp cái cục thứ hai để coi như thế nào. Đó, tôi sẽ mở thử tôi thấy hình như có vẻ như nó không mạnh rồi. Con trùm không biết nó làm sao, có vẻ như đây chỉ là mang cái giá trị giải trí thôi hay sao. Ê ê ê ê ê <laughs> Vậy cũng ra nữa ta. Ồ, ồ. Bây giờ nó nó để như vậy không biết đường kiếm luôn á anh em nó để vậy không biết đường kiếm tôi chả biết nó ra con gì luôn á nó ra lên dành đi sáu sao tôi đã có được một lên dành đi sáu sao để tôi đeo mấy con này lên cho mấy ông nhìn mấy ông víu chơi nha oh, Esper soccer he 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 khoe khoe anh em he he sáu sao nè Cô <laughs> này con xấu sao anh em uh, 10 giây 450 đam nha Mới vô 450 đam uh, Tôi sẽ review ở một video sau Vậy hôm nay tôi chỉ đi mua thôi <laughs> Rồi bậy 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 bình tĩnh bình tĩnh Vô mua nữa anh em mới có hai phát rồi mà nó đã ra rồi Ra con 6 sao rồi Tiếp tục để coi ra cái gì ông nhận mình đẹp trai thì chứ Đẹp trai nó nó có tỷ lệ thuận với độ may mắn anh em đây à à anh không anh không anh rồi Goku Super Goku Zap rét rồi già yeah. à, còn hai phát nữa mở luôn à, vô theo 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 được một con um, lên dần đó là cũng ngon rồi Cái ấm lòng người chiến sĩ rồi anh không hả, ông này như có rồi The man là đúng không người đàn ông người đàn ông lực điền à, phát cuối Đi coi phải cưới ra gì nhé đăng, đăng, đăng. Được một con 6 sao Lần đầu tiên mở ra được một phát 6 sao luôn Đó rồi thôi rồi Đồ <laughs> men nữa rồi Thôi như đây thôi mua chi nhiều Tôi tính trữ vài ngàn robot để mua thôi, Nhưng mà thấy thôi vậy được rồi Cỡ này cũng ấm lòng người chiến sĩ rồi Được coi 6 sao này rồi Thôi đi review luôn đi Có coi 6 sao này ngon nè à, Đi review à. Review anh em ơi <laughs> đi để con sáu sao này nó như thế nào ha đi à, tôi sẽ bỏ một số con uh, naruto chắc cô không cần đâu uhm, bỏ con bút tiền này đi rồi ấy 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 con tôi nó có cái cái skill anh em khi tôi đeo nó lên nó nó có cái skill gì đó nó làm cho người tôi nó sáng chói và nó nó ra cục cục gì đó đấy đây này cục đỏ đỏ À con ma ha tôi đem bút đam theo à, nhiều khi sợ mấy bạn thấy không có bút đam mấy con này thì nó thường có một cái đó là con mấy coi như là bún mắm này nọ đó anh em thì họ lấy đi bắp mới luôn ha kiếm chuyện mở story luôn thì mình không cần phải nâng cấp level đâu mình đi từ từ nó sẽ lên thôi đây có con ma nè anh em con tôi đều nó có con ma ở gì đây htg quy đội quần luôn nữa chứ bài nhé rồi ba mấy bạn này hát đi đi rồi đi thôi tạm biệt hai hai bạn ở bên ngoài rồi vô à, Kiếm chuyện đi story luôn anh em Hãy xem sức mạnh của ta đây <laughs> Wow Phạm vi <bi> nhỏ xíu Cái <laughs> phạm vi này đánh được con nào Đâu rồi cái chỉ nhà mình ở đâu rồi <laughs> đem xuống dưới đặt Phạm vi nhỏ quá 450 tiền vậy thôi khoan hãy ấy anh nè Tôi đi farm cái <laughs> Cho mấy bạn ấy thủ đi <laughs> cái con ma này nó xấu gì chứ chưa bao giờ thấy con nào xấu xí như thế này <laughs> đi đeo cái em này em thấy có hình cái con ma tôi không biết con này nó trong phim bộ phim gì luôn nữa Điều... nhưng mà được được có sáu sao là thích rồi tự nhiên lên lên dành Dari luôn ơi à, đi tranh thủ lên tivi hai ông này thủ rồi à có thủ rồi thì mình ngồi bên phám thôi đó hay quá ô todoroki nữa bật hiệu ứng này lên con này con ma này chưa có bật hiệu ứng gì tên nó cũng có rồi nó có sẵn rồi <laughs> cái mặt của nó nhìn nó hơi ngầu ha à, Ma mà sao cái kiểu giống như hạt giặt nước vậy đó mặt buồn hình như cái con này cũng mặt buồn nè con con này mặt buồn cái mặt buồn theo nhưng mà ợp cho con gì thế hả Ở ông này thì naruto naruto lục đạo todoroki thì thủ cũng hơi ổn nhưng mà có cái là cái phạm vi đánh hơi nhỏ thôi ngoài hóng một xíu có tiền rồi chúng ta sẽ up lên thôi có người thủ đầu rồi thì con ngại gì mà không farm anh em nó ô oh, trái 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 con ma này thì nó đeo theo hơi bị dai luôn á <laughs> nó cứ nhảy tưng tưng gì hoài gì có skill time Rewind win đó rồi bây giờ chúng ta sẽ Up cái nữa đi rồi tính rồi chờ net quay một phát nữa nha Pinstar, uh, à, Time Rewind, star của con máy mấy hàng này đang nói tới con Gozo 6 sao thì phải rồi chúng ta sẽ lấy cái con 450 tiền Con này 450 tiền nhưng mà thủ đầu thì hơi bị hiếu nha Với cái số tiền này thì um, thủ đầu được Nhưng mà với cái diện tích đánh như thế này, này Và cái tốc độ đánh như thế này thì không thủ được đâu Vậy nè Phạm vi có 10 thôi à Ủa nó mất tiêu rồi Wow Ủa sao tôi nghe bập bập gì ở đằng sau nhà anh em <laughs> Chứ nó đội quần rồi Chứ nó đội quần thần trưởng rồi <laughs> À, không xong rồi đại dương rồi rồi chúng ta đi lên vậy chưa sao xém nè xém đội quần thôi mới đội cái áo à rồi ôi à... đám to đam to mới lấy vừa một thôi nha một phát nữa nè ơ, chín trăm tiền à không đủ tiền để up anh nè à, để để chờ đánh xíu cho qua net quay chứ hả à, mới vô là level 1 là 450 trăm năm đam đam thì to đó nhưng mà cái phạm vi với cái tốc độ đánh nó cùi quá không không lên phạm vi nổi luôn <laughs> nó chỉ tăng đam với lại đam thôi nó không tăng gì thôi. nó chỉ tăng đam thôi nè rồi lên up đi hai luôn rồi đây 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 cái này nó có cái gì mới lạ nè con này cũng hơi bị nhiều nâng cấp nha hai rồi à, tiếp theo là cộng 40 phạm vi tăng thêm hai giây cộng lên 450 trăm và Slash bam Slash bam là làm gì đó phạm vi bây giờ to lên đây nè đánh cũng ổn ổn nè anh em 6 sao mà, 6 sao đâu phải hạng cùi đâu Phát nữa coi Trừ 1 giây, còn 5 giây Hay lắm em ơi 5 giây và Salad bomb À, Slash Balm là rắc muối <laughs> Rắc muối nha Thanh niên nào mà nhạt quá, đó, không có muối đó, thì anh em lấy con này ra xài Con này là nó chơi Salad bomb là rắc muối À, đây là thanh niên rắc muối <laughs> Thêm phát nữa, đó 4.000 rồi Số tiền vẫn còn khá ít anh em Nhưng mà tôi phải up bút bóng lên thôi Sợ không đủ tiền Số tiền em bé vẫn còn khá ít nha Lên 4.200 đam rồi nè Chưa, vẫn chưa xong nữa phạm vi lên tới 100 Rồi, đi ngắm em này coi Bây giờ lên 900, 900 tiền Lên phòng di nữa Lên đam nữa nè Là 6.000 đam Ồ, đây 5.400 Lên phát nữa nè 6.800 8.300 À Phạm vi là 130 nha 130 phải là cái con có phạm vi bự nhất không ta Ôi skill đẹp quá skill đẹp quá Đâu để tôi quay skill đó kìa Màu mè ma mị A à, triệu hồi con ma nữa Đó <laughs> Hai con ma hai con ma Hai con ma Ô một bầy ma luôn chứ hai con gì À skill của em là liên quan tới ma cho nên là Em em ấy triệu hồi con ma luôn Ôi có con ma chuối bự trà bá luôn kìa <laughs> Ghê chưa ghê chưa Tại nhiều skill nó đó đói não quá đó. Để về nhìn là thấy đúng skill em này thôi À là con ma nó sẽ trưởng cái đòn Kamehameha à, ghê, ghê 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 Cũng được chứ bộ à 8.000 đam Và chỉ 9.000 tiền 9.000 tiền 8.000 đam Đánh thì 5 giây phạm vi là 130 Ủa con này 6 sao à Yes yeah, con này 6 sao đó Không đánh E được nha Con này chỉ đánh round thôi à 9.000 tiền thôi là được rồi nếu mà sợ thì thua thì chúng ta có thể đặt thêm vài con nữa. À để coi, đây là, đây là gọi là hiệp sĩ bán muối. Salad, salad là muối rồi. Ừm um, Esper soccer. Uh, soccer là đá banh nhưng mà Esper là gì thì không biết. Lên, up ừ đây mấy phát sao cứ chín tâm tiền thẳng tiến thôi à. Đó. mình đập luôn cái này nè, đây là đi cái này là kiếm chuyện để mở story luôn anh em. Story tôi nó ít lắm, cho nên là farm không có tới mấy cái nguyên liệu. Đó bắn một đường xanh lè có con ma <laughs> ghê chưa ghê chưa ờ, là tiếp là tiếp à, ờ, update 8 8 cái update là full nha con này không bắn e được <laughs> cũng xịn quá đó chứ vậy nó để coi lại gạt quay kìa một đường sống sống xung kích chắc à, kiểu này quá tôi không biết con này trong đây trong đâu ta tại vì cái này nó tập hợp nhiều anime quá nhưng mà tôi không biết nổi là cái này là trong anime gì bay màu robot kìa à? Level 111 luôn rồi Thêm còn nữa kìa ừ, Con này cũng được Chơi được Chơi máy tính chất giải trí với sưu tập được <laughs> Chứ còn bạn nào mà muốn mạnh lấy top thì thôi khỏi mua mấy con này mất công tốn tiền lắm nha cũng được 1.4, 1.5 triệu đam mà nè đó, giúp nó Quay 10, quay 15 Nhưng được cái hiệu ứng đẹp ừ, Con này được cái đẹp thôi Mấy cái con trang trí thì Amin sẽ cầu kỳ hiệu ứng một xíu đó Nhưng mà đam thì không có to đánh cho nó sấy 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 cái này làm nhớ tới bông que nè, hồi xưa ở Việt Nam cũng hay ăn phu mai uhm, gì ta? Khoai tây lóc sấy, đúng rồi. <laughs> khoai tây lóc sấy nha. Hồi xưa có hay cái vụ khoai tây lóc sấy không biết bây giờ còn không. Đó là có cái củ khoai tây cái người ta đưa vô cái máy anh em người ta xắt nó thành con khoanh khoanh, 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 khoanh khoanh như thế này. Cái người ta bỏ vô ngâm vô dầu người ta chiên. Sau đó người ta rắc cái gì nó mặn mặn ngọt ngọt á nó được cái vậy đó ăn nó ngon phạm vi 130 130 có phải là phạm vi to nhất hay không ta con này chưa có bút phạm vi nha chưa có gắn ngọc gì hết á 130 rồi Minato như quên này Minato uh, ý là Naruto ngang ngang hay sao hình như hiệu ứng của nó là to nhất hay sao ý phạm vi nó là to nhất thì phải đó bao hết mấy con này cứ xoáy 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 vậy thôi rồi à, đó uhm, khoai tây lóc xoáy <laughs> à rắc muối nữa đúng rồi Dấu khoai tây hồi nãy tôi nói là cái món khoai tây lốt sấy đó anh em là có rắc muối Ông này là ảnh là có thiệt chiêu rắc muối luôn nữa <laughs> Nhưng mà lúc đầu cùi lắm Mới đầu vô đặt mà kêu thủ thì thua thua Mới vô đánh có 10 giây phạm vi có 10 à Đánh có khi nó chạy nhanh đánh không kịp nữa Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3 Đó, Ấp tới phạm vi 50 trở lên thì bắt đầu ổn Chứ còn lúc đầu phạm vi 10 là đánh không được ai hết á Nhưng mà Ấp sau đó lên phạm vi là 130 mới ghê yeah chỗ này không đánh e được nghe <laughs> mấy ông mà đưa vô đánh e là đội bừng thằng trưởng luôn á bây giờ là thành một đống bùi nhùi luôn nó bắn cái đường thẳng đó, ở đây giống như là đang tắm đó đang tắm à, Hai tay lóc xáy uh, rác với lại uh, sống xung kích với lại rắc muối nữa đó, thêm quả cầu của đi ra nó mới ghê hay chứ con này cũng uh, tạm tạm anh em mà đây là, đấy là con Lenzandari là dành Legendary già sáu sao rồi thì chứng tỏ trong cái đám mà uh, cái đám kia là cái gì ta cái đám gì mà viên con nhộng cáp sun á sẽ không có con nào đam to đâu nha nếu mà các bạn mong chờ một con đam to thì chắc chắn là sẽ không có đâu bởi vì đây đã là một trong những cái con lên dành dari là những con xịn nhất trong đó rồi rồi bút đam luôn ghê không lên được 16 000 đam cho nên chắc chắn là sẽ không có đam to đâu nó chỉ mang giá trị sưu tầm này nọ thôi cho nên có cũng được không có cũng được không sao hết thí dụ như bạn đi mấy cái map mà um, rương kho báo á thì các bạn cứ vô đó các bạn đánh thì lấy còn không có cũng không sao hết á con này nó chỉ sưu tầm thôi không có mạnh đâu đừng có sợ thiệt thòi gì hết á nếu bạn nào thích sưu tầm thì đi vô đánh đi e, tỷ lệ rất thấp bởi vì nó có là nó ra một trong những thứ thôi chứ không phải nó ra tất cả hồi trước khi ốp đây tôi tưởng là nó ra tất cả các món nha nhưng không nó chỉ ra một trong các thứ thôi cái gì nó nổ ghê vậy nó chỉ ra là à quá là đục nó chỉ ra là vàng kim cương hoặc là hoặc là cái gì ta, hoặc là cái cái rương này nè, tỷ lệ nó là dường như là dưới hai phần trăm nữa, cho nên là rất là khó ra, đánh năm uh, trận thì may ra còn được một cái, tôi đánh ba tặng rồi mà tôi vẫn chưa được cái nào, đó, chưa được cái rương nào, đó. nên tôi tôi mới mua robot, nhưng mà không ngờ là mua có một phát nó ra luôn con xịn này rồi, cái này đã đã, đã là xịn nhất rồi, cái này là xịn nhất rồi đó, nhưng mà đam to hay không thì do là có bốn con xịn cho nên là sẽ có con đâm to đâm nhỏ một xíu nhưng mà về cơ bản là sẽ không có con nào đâm khủng đâu không bằng những con bình thường mình xài nó chỉ mang tính chất sưu tầm thôi và những con này có thể chay được nha có thể chay được trao đổi cho nhau được mắt đàm à, tôi cũng được uh, wow 7 triệu này chứ bộ ít gì rồi thôi video hôm nay tới đây thôi nha chủ yếu là đi tính là để review sau mà có con <laughs> có con xịn thì thôi mình review luôn đi mấy con kia không xịn thôi bỏ qua cũng được mà rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.